xin chào mọi người. Vì mình đang chuẩn bị đi một nơi đâu đó ở Việt Nam. Nếu các bạn tò mò muốn biết cụ thể là đi đâu thì xem những video là biết nhé. Ai? Cô gái đang vẫy vẫy tay là Quỳnh Nga, đang ép buộc tụi mình chào các bạn đó. Thật là một người có quyền lực quá đi mà. Đây là hai nhân vật cho bọn tụi leo cây gần một tiếng. Cuối cùng cũng đầy đủ mọi người rồi. Let's go. Đi và đừng nghĩ gì, thanh xuân vai cho ta cứ đi. Bị lạc đường nên hơn 2 tiếng đồng hồ tụi mình mới đến tận nơi. Đây là nhà của cậu Cường, còn đây mới là điểm đến của tụi mình. Tèn tèn, nhà của Lê Việt Cường. Cường là ai ư? Học bách khoa cơ khí, bỏ sang ngành IT, sinh năm 96. Đó là anh của Cường. Còn Cường là sinh viên Duy Tân, sinh năm 2K, dân IT thực thụ và đặc biệt là một trong đại gia kẻ tiếng ở Thắng Bình, Quảng Đông. À, hiện tại Cường đang có nhu cầu tuyển người thương, miễn không phải giới tính nữ là được. Đây là Tiễn Thìn, con của chú bán bánh cuốn, đẹp dai lai láng, mỗi tuổi dám ngủ trên giường với hai nữ nhân kia nên bị cho đi bộ đội rồi. Như các bạn thấy, con đường này khá là khó đi phải không? Vâng, đó là con đường gian nan dẫn đến thành công của Cường. Nhà Cường chọc về ghé, mỗi lần đi là 100.000 một người. Nhưng vì tụi mình khá là thân với Cường nên được free. Ngoài chọc về ghé thì còn là ống cung trong làng thủy sản, có cũng được vài chục cái hồi như vậy thôi à. Anh Quang đang thể hiện cái nghề vớt cá. Yeah, và anh Quang không vớt được con nào hết. Anh Quang âm 1 điểm. Mẹ Cường đang truyền bí quyết là món đặc sản Quảng Nam, đó là ram tôm. Tụi mình dùng bánh tráng rế để cuốn. Riêng mình thì khá thích bánh tráng này vì khi cuốn bánh tráng có độ mềm vừa phải, dễ gói lắm luôn. Còn khi ăn sẽ có cảm giác giòn tan trong miệng. Đầu tiên bỏ hành lá và tôm vào giữa. Hành lá sẽ tăng thêm độ ngon ngọt và đẹp mắt. Bạn nào không ăn hành thì không cần bỏ cũng được. Sau đó gói hai bên lại để lúc chiên nhân ram không bị rơi ra và hai bên không bị cháy. Nghe thì cũng đơn giản đó, nhưng mà đến lúc tụi mình làm thì cũng đơn giản thiệt. Không ai khác vẫn là Quỷ Giang Hồ, luôn luôn là người đầu bếp của mọi cuộc chơi. Đây là thanh bách khoa nhưng trắc bói, good boy nhà mọi người, đang trang trí rau củ quả lên dĩa. Còn đây là một vài thanh niên xứng phóng lời chém bạc để không cần làm gì. Đã nói đến dân chơi Quảng Ngãi thì ai cũng biết đến biển Juliet, nhìn tay nghề pha chế cũng đủ thể chất trên mưa rơi rồi. Phong cảnh trên sân thương khá là chiêu, thích hợp để ngồi cùng nhau uống vài ly rượu. Nhưng người tính không bằng trời tính, một cơn mưa phun ập đến nên mọi người nên phải dọn xuống dưới ngồi. Bây giờ út mình bây giờ tự sai luôn nha. Tụi mình đang chơi trò thật khai thách và ngồi nói ấn tượng ban đầu với nhau. Ôi giời ơi. Tầm gần 2 giờ sáng mới tan tiệc, các bạn nghĩ đống chén đồ đó sẽ để đến sáng mai mới rửa ư? Không, những con người siêng năng tâm trí vẫn dọn đồ và rửa chén sạch sẽ rồi mới đi nghỉ ngơi. Còn những thanh niên xung phong rửa chén thì đi ngủ từ đời nào rồi? Đúng là những kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi. Wow. Đúng là lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoàn nan mới hiểu bạn là ai. Mãi đến 7 giờ sáng, mọi người mới dịu dậy hết. À, Thống nè, cùng xem một buổi sáng của Thống có gì đặc biệt không nha. Anh Quang đang nói chuyện với tư cách là một người đàn ông, hứa sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã làm với Thống. Không dễ gì các bạn thấy được những cảnh này đâu. Giới thiệu cho mọi người, đây là cách đánh răng của một người bình thường. Làm gì thì làm, sáng dậy là phải đi ăn, kẻo tôi mấy bé ra dày. Cái ba biến này quay quá đi thôi, không biết ai đó chịu được cái tính này không?
Trong lúc chờ đồ ăn ra thì mọi người đang mua dưa lê bán dưa chuột. Góc này có vẻ hơi xấu, nhưng không sao hết, không có mình trong video là được. Cận cảnh người báo án buổi sáng hôm đó gửi ngàn nụ hôn đến chị viên. Mọi người đang thu dọn đồ để chuẩn bị về thì giám hộ quỹ lại dắt xe đi rửa, và vậy là lần lượt những chiếc xe khác lại thay nhau xếp hàng. Chiếc vlog này sẽ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ngay hôm đó. Thực sự mình không nghĩ đi làm rồi vẫn có thể gặp được những con người tuyệt vời với những kỷ niệm vui như vậy. Xinh quá, sao đến đấy đủ rồi, bye bye.